Hi, chào các bạn. Chào các bạn đến với Trung Nguyên TV. Hôm nay mình có lên thêm nhiều bể nào cũng rất là nhiều cá luôn nhé. Ủa, người nóng thế, ốm à? Ơi. Đấy, còn đây bể lô này hôm nọ về đây. Size từ 12, 15, 20, giá từ 20.000, 30.000, 50.000 một con này. Đấy. Đấy, bể nào cũng có cá rất nhiều. Đúng không? Hôm nay về có 2 bao là bổ sung thôi. Bể này cũng vẫn có cá nha, bể này cũng vợi vợi rồi, chắc cũng chuẩn bị cũng lên thêm một ít để bổ sung vào thêm. Đây, đổ ra rồi đây. Lô này thì size có cả size 15 nhưng mà nó size nhỉnh nhỉnh hơn cái lô hôm trước về. Đa số trung bình sẽ là size khoảng 20. Thế là có 15, có 20 và có 25. Đấy, mấy size liền. Cá lô này nhiều màu phết đấy các bạn nhé. Cá cũng đẹp đấy. Cá lô này rất là đẹp luôn. Đẹp này có khi lại phải lên thêm. Đẹp phết. Ơi. Con này là thuộc cái dòng gì là quên mất tên rồi. Nhưng mà cũng hiếm đấy. Không phải đùa đâu. Này nuôi lên càng to càng đẹp luôn. Lô này cá đẹp thật. Bớt nước đi nó dễ dòi dòi rồi. Dễ nhìn cá. Vẫn mất cái mic chưa tìm được, quay video vẫn hơi bị ồn, cái mic kia nó lọc những tiếng ồn xung quanh. Đấy, các bạn nhìn cá về cơ bản lô này đẹp, rất đẹp luôn. Đây, Cancho này. Đây. Anh Kim này rất đẹp luôn nha. Cũng có tí Tancho này. Đàn trà gòi bướm này các bạn này. Đấy. Hàng cũng hiếm ít đâu. Trà gòi chuẩn luôn nhá, đẹp luôn nhá, không phải thường. Bướm nhá. Đây, lại thêm em hàng độc lạ luôn này. Đây. Độc lạ Bình Dương luôn. Đó. Lô này có khi mai lên thêm ít nữa, đẹp quá. Dòng này dòng có dòng riêng ở đây này. Đây. Đây. Chắc là có bố mẹ dòng này, một mình quên mất tên, không nhớ tên. Nó là đu với su các bạn nhé, nó là da trơn hết, trơn hoàn toàn luôn. Màu rất là đẹp. Đây, em vảnh rồng đây. Dòng này của Soragoi, màu này, màu đậm.
cá đẹp, lô này đẹp. Một em này thì vẫn thuộc san kê. Lô này cá đẹp chứ. Với em ấy này. Suzui nó đỏ luôn rồi các bạn nhé. Suzui. Rồi, cũng Suzui này. Lô này nhặt. Lô này hầu như lọc rất là kỹ rồi nó mới được hàng đẹp như này. Loại đi rất nhiều luôn. Đây, một em này. San kê ẩn đen rất còn rất nhiều nhá, mà lại còn bướm này. Nhưng mà con này một tay bơi này bị cụt mất rồi. Nó mọc lại không? Bị phế. Đấy gọi là bị phế. San kê. Lô này quá đẹp luôn các bạn. Cu về đầy cu nhưng mà chưa thấy con nào xuất sắc. Này con này vảy hay không, vảy nó vảy cũng đầy vảy nhưng mà đều là vảy to hết. Cù anh kim này. Đấy. Nhưng mà con này nó cũng gọi là được 9 điểm chứ được 10 điểm. Lô này đẹp thật luôn ý. Đầu thì đỏ, người anh kim này. Đấy. Trắng anh kim này. Trắng tuốt luôn các bạn nhá. Anh kim luôn. Đây, san kê anh kim ở nước bên đấy cho ăn nhiều nước vàng. Cho ăn nhiều lắm, anh cho ăn ngày anh cho ăn hơi nhiều. Qua cu rồi, con này cũng được. Đấy, mấy con đen xì xì luôn. Đấy, các bạn chơi phong thủy nha. Đấy, nước ở đây vẫn ấm hơn, nước ở đây vẫn lạnh lắm. Đi trong xe đâu? Cái gì nước ở bao lạnh ấy. Bao lạnh á? Ờ, cho đá ấy, lạnh lắm. Cái tem này màu rất là đẹp luôn các bạn. Rất có tiềm năng luôn các bạn nhé. Rất có tố chất luôn, màu rất là độc. Đây, như con vảy rồng này màu rất là độc luôn. Nuôi to lên thì càng nhìn nó càng hầm hố luôn các một con vàng đầu sạch bóng. Đây các bạn nào thích bướm vàng này. Đó. Đây nhá, đây là dòng Matsuba các bạn nhé.
Đấy, càng to lên vảy nó càng đẹp. Đây, thêm con su rui nữa này. Đấy, chùi mãi đâu giờ nhìn thấy. Rồi, ok, rồi cái này thả này đi. Sang chậu tiếp theo này. Cũng là nhập giá lô này nhập cao hơn những lô kia nên là cá khác hẳn ngay. Rồi đang nghiêng nghiêng cái chậu này bớt nước rồi đã. Đúng là nghiệm. Đây, em sang kê này, anh Kim này, đẹp chưa? Bài này nước vẫn lạnh lắm, buốt luôn, để vận chuyển cho đá nhiều. Sang kê này quá đẹp luôn. Em lại nữa. Sang kê này, anh Kim này, đèn đến tận đuôi luôn nhưng nó chưa lên thôi. Con này lên màu nữa, con này cực đẹp luôn. Một em tan trô bướm này. Đó, bướm nhá. Cô Hà Cù. Đây, cô Hà Cù bé này, con này mới đẹp này. Nhưng mà lại bị tí đen đây rồi. Không biết tôi lên nó không nhưng mà kể cả đen cũng đẹp luôn các bạn. Đen con này cũng đẹp nhá. Thành san kê cũng được. Chắc là mai lên thêm 2 bao nữa. Chả mấy khi cá đẹp như này. Vàng trắng này. Anh Kim này. Đó này. Đây cũng là thuộc tan trô này. Đó, bướm. Đấy, lô này được rất nhiều với đề su rui vàng các bạn nhé. Đây một em cu này nữa cũng tuyệt vời luôn này. Đây. Em cu này cũng tuyệt vời luôn các bạn nhé. Đây, đỏ đầu tròn xoe này. Chả mấy khi lên được cái lô đẹp như này đâu. Đây là mình những con mà cảnh, những con mà mình nhặt ra là những con hàng nó chất lượng hơn hẳn, vượt trội hẳn luôn. Đấy, còn lại thì nữa số lượng còn lại thì nó vẫn là đều là hàng thể rẻ thôi, vẫn bán theo theo size hết các bạn nhé. Đẹp. Độc gì lạ luôn. Đây, ba màu bướm. Màu đồng. Ít ít màu đồng. Cái đồng nó nổi lên ít. Bướm. Cơ bản chơi bây giờ nhiều khi phải chơi tìm hàng độc lạ. Hiếm. Hàng không phải là nhiều. Được rồi, chắn ánh sáng rồi em, ngồi đấy chắn. Đầu vàng, đầu vàng vảy rồng, rất đẹp luôn. Đây màu đồng, này. Đây, to lên con này rất đẹp luôn này.
những cái điểm là vàng vàng của nó này càng to lên nó là càng điểm nhấn cho những cái màu tông đen của nó nổi. Đấy, đẹp này. Đấy, xui xui này. Thế bảo lô này đợt này có cái màu đẹp thế. Múc thêm nước dội đây. Nước lạnh lắm. Vàng ấy này. Karasi. Chuẩn Karasi luôn này. Tôi đem Karasi này. Karasi bướm này. Màu nó kiểu màu vàng chanh. Đấy. Cái loại vàng trắng là tên nó là Hanwake. Đâu rồi? Vàng trắng này. Đấy, đỏ trắng thì Kohaku rồi thì ai biết rồi, nhưng vàng trắng thì nhiều người không biết, ít hơn, ít người chơi hơn. Đấy. Hanwake. Cái loại này là gì? Đấy là bố mẹ nó là dòng có Suzu là vảy rồng, rồi con này là cái Asagi. Đây. Lưng đen đen, vảy đen là Asagi, con này cũng lên màu rồi. Đấy, nhưng mà màu nó đuối su. Màu nó hơi lem. Đây, con Sanke này đẹp rồi. Sanke đấy, con Sanke. Nhưng mà phải đẹp cơ. Đây. Nhiều nhiều con kê. Nó bướm nhé, nhìn bướm. Con này, này màu đen nó còn ẩn này, nó lên đen nữa rất đẹp luôn. Bé này trùng cũng đẹp đấy. Bé đã đẹp. Bướm này, sang kê bướm này đẹp chưa nào. Hết con độc là lạ chưa? Độc lạ. Đây, quá đẹp luôn. Ánh kim okay. Đầu vàng. Con này đẹp này, tuyệt vời luôn. Ê, tan trô này. Đây. Đây. Tròn này. Tan trô san kê. Ôi, mỏ cứng tay rồi. Nước lạnh này tắm mát lắm. Thôi dội thêm vào, dội thêm vào đi, làm quen nước nốt đi thả. Đây đấy, tấm này kể cả hai bao nhiều mấy thì nhiều, nhưng mà số lượng nhập ra được như này là quá nhiều rồi các bạn nhé. Như lô trước 3-4 bao thì cũng chỉ có được vài em thôi chứ không có nhiều. Ra đây quay cho nó rõ. Đây, vẫn hơi tối. Đấy, những con mà nó đẹp hẳn thì mình sẽ để riêng ra thôi, bể riêng.
Thì nhiều bạn thấy đấy, bên mình đều cá là đều một hàng rất là đẹp, một lô đó đẹp chung, đó là đều hàng F1 hết. Đấy, trong lô F1 lên ấy, đều là đã loại bỏ đi rất nhiều cá xấu rồi, thì bắt đầu là mới lên. Đấy, nó tiếp tục lên đây, mình lại lọc qua một lượt nữa, được những em nó xuất sắc như này thì mình sẽ thả một bể riêng. Thì ở bên Nhật thì thôi, nên là các bạn đừng thắc mắc tại sao lại như thế. Bên Nhật nó có cá có vài trăm nghìn, có khi cũng có đến 1-2 triệu, có đến 10-20 triệu, có 100 triệu, 200 triệu, có và đến tiền tỷ có. Nhưng bên Nhật nó cũng làm như vậy, nên con cá coi hàng đây, hàng F1 thì nó cũng sẽ phải phân loại ra như vậy, có con đắt con rẻ thì nó mới là cá coi. Chứ còn bây giờ bán đồng giá, bán cân hết thì nó là da cá Việt rồi, nó không phải hàng F1 nữa. Nên là các bạn nhiều khi các bạn cứ so sánh hàng nọ hàng kia, nguồn gốc gen nó chuẩn không như nào đấy thì rất khó nói. Nhiều trại còn lấy cá Trung Quốc ra để bán cá Nhật thì mình cũng chịu, vì là cá Trung Quốc bây giờ nó có khi nó đẹp hơn cả Nhật cơ. Nó làm rất là đẹp nhưng mà về cái rủi ro của làm cá Trung Quốc nó hay bệnh. Nó hay bệnh. Nên là mình đây mình không làm. Và mình làm F1 thôi, nhưng mà các bạn nhiều con F1 nó còn đẹp hơn nhiều con ấy, đẹp hơn Nhật. Nhưng mà giá thì nó vẫn là bà mình báo là F1 chứ mình không phải báo cá Nhật. Lấy cá đấy cá Nhật cũng ok thôi, bởi vì là nó đẹp hơn mà. Và bố mẹ nó Nhật thì nó vẫn là, chẳng qua nó đẻ Việt Nam thì gọi là F1 thôi. Nhưng nó đẻ bên Nhật ấy thì nó lại là Nhật. Đấy, các bạn hiểu vấn đề, nếu mà nó vẫn ở Nhật, nó đẻ ở Nhật thì nó là Nhật. Nhưng về Việt Nam thì nó đẻ ở Việt Nam thì gọi là F1. Đó. Đây là cái nguồn gen nó rất là chuẩn, nuôi nó lớn rất là nhanh các bạn nhé. Cá đây, cái lô này cho mình đây. Nó lớn nhanh lắm. Lớn trông thấy luôn các bạn, nhiều con lên size nhanh lắm, mà trong khi đó bể rất là chật hẹp này, bé này. Đó, nước thì nông, nó không được sâu. Nhiều con lên size 25 hết rồi. Phải ngoài 25 về có cái 26 27 rồi. Lớn trông thấy luôn. Đấy, còn nếu mà thả được vào bể ra ao hồ hoặc bể lớn hơn, hoặc là nuôi bể này thôi, nhưng mà thưa, mật độ thưa hơn, nó còn lớn nữa cơ. Đấy, rất nhiều các bạn đến lựa chọn nhá, nhiều lắm, rất nhiều cái đẹp luôn. Phải, các bạn phải biết là mình bán bao nhiêu lô thì mới có một bể như này. Vì không phải là lên một phát là được cá như này đâu. Đấy, mỗi lần các bạn nhìn thấy mỗi lần lên như bể lô này hai bao cá rất là đẹp thì mình mới lên được nhiều. Đấy, còn những bao mà về lô nào nó kém hơn, nó chỉ được 5-6 bao thì chỉ được có vài con thôi. Thì tỷ lệ chiếm có 1%, 2%, nhiều như này chiếm độ khoảng 10% thôi, chẳng phải là nhiều. Đấy, quay lại các bạn xem gần cuối nhé, thì các bạn chốt được em nào ưng thì các bạn xem video vừa nãy mình nhặt ra ấy. Trước khi nhặt mình cũng giơ tay lên đấy, các bạn có thể chụp ảnh lại, mình sẽ báo giá chi tiết cho các bạn. Giá thì nó trung bình là những lô này nó giá quanh quẩn từ 200-500 một con. Còn hàng kia vừa nãy có số lượng còn lại đây trong bể này thì giá nó về vẫn còn con này. Để giá nó cũng theo size mà mình vẫn bán như mọi khi thôi. Size 15 là 30.000, size 20 là 50.000. Đấy. Đến size 25 là 100, size 30 là 200. Nhưng lô này thì chủ yếu là hàng 30.000 đến 50.000 một con. Đấy. Chắc mai mình phải về thêm nữa, lô này đẹp quá. Đấy, còn lô này về hôm trước này rất nhiều, hôm nay về nhiều mà nhiều như này, nhưng mà có nhặt ra được nhiều đâu, nhặt ra được rất là ít, số lượng cá nó ra được ít hơn thì giá nó cũng thế thôi, giá nó cũng chỉ 15.000, 20.000 đến 50.000 một con, size từ 15, 20 đấy mình vừa báo đấy, giá rất là rẻ. Đấy, còn đây những cũng là F1 đây. Đen to như này đây, các bạn nhìn rất là đẹp luôn nhá. Can trô nước này cũng đều, lô này ở bể này toàn F1 hết. Còn bể bên kia thì có cả Nhật này. Nhưng bể bên kia không có bóng điện, hơi tối.
Rồi ok, mình kết thúc video này thôi. Các bạn thấy video mình hay, đừng tiếp một like, ủng hộ mình một cách đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ngay cạnh để nhận những video mới nhất nhé. Ok, bye bye.